Theo thống kê mới nhất, dư nợ của tổ chức tín dụng bị ảnh hưởng do bão lũ, sạt lở là khoảng 100.000 tỷ đồng. Ngân sách nhà nước đã vào cuộc khẩn trương quyết liệt, ban hành văn bản yêu cầu các tổ chức tín dụng chủ động rà soát dư nợ ảnh hưởng bởi cơn bão số 3, chủ động thực hiện các giải pháp như miễn giảm lãi, giãn hoãn nợ, phối hợp với các địa phương để hỗ trợ doanh nghiệp và người dân. Theo đó, một loạt động thái được đề xuất triển khai, bơm 405.000 tỷ đồng vốn tín dụng lãi suất thấp để tái thiết sau bão số 3, khoanh nợ và cơ cấu hạn trả nợ đối với khách hàng bị thiệt hại bởi bão lũ, giảm ngay lãi vay không chờ khách hàng đề nghị, nhanh chóng khoanh nợ để ngân hàng có nguồn lực hỗ trợ khách hàng. Tuy nhiên, ngân hàng hỗ trợ khách hàng bão lũ nhưng không để lợi dụng. Tất cả những vấn đề này sẽ được đề cập trong chương trình hôm nay của đài chúng tôi. Toàn hệ thống ngân hàng ghi nhận 83.418 khách hàng bị ảnh hưởng bởi bão số 3 và lũ, tổng dư nợ bị ảnh hưởng khoảng 116.000 tỷ đồng. Là ngân hàng cung ứng vốn chủ yếu cho khu vực nông nghiệp, nông thôn, đến nay Agribank ghi nhận gần 15.000 khách hàng vay với ước tính dư nợ bị ảnh hưởng lên tới 30.000 tỷ đồng. Dư nợ bị thiệt hại dự kiến gần 11.000 tỷ đồng. Đối với khoản vay có dư nợ nội bảng, Agribank căn cứ mức độ thiệt hại của khách hàng bị ảnh hưởng bởi bão số 3 và lũ lụt để điều chỉnh giảm lãi suất từ 0,5% đến 2% một năm và miễn giảm 100% lãi quá hạn, lãi chậm trả trong thời gian từ ngày 6 tháng 9 năm 2024 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2024, giảm 0,5% một năm lãi suất cho vay so với lãi suất cho vay đối với khoản vay phát sinh từ ngày 6 tháng 9 năm 2024 đến ngày 31 tháng 12 năm 2024. Ông Nguyễn Đình Phát, một chủ trang trại tại xã Tân Hưng, huyện Sóc Sơn, đã bị thiệt hại lên đến hàng chục tỷ đồng. Sau cơn bão số 3, gia đình của tôi là coi như là mất trắng hết toàn bộ luôn, là vịt, gà, rồi thì gà đẻ, vịt đẻ, rồi thì là lợn thì là bán chạy, bán rẻ, có 2 triệu, 1 triệu rưỡi một con. Thiệt hại thì nó đến hàng chục tỷ, hơn chục tỷ đồng. Bây giờ chuồng trại là mất trắng hết, sập hết, đổ hết rồi. Gió bão nước lũ nó cuốn vì đồng sạch chả còn cái gì nữa. Hết sạch nhà, hết sạch chả còn gì nữa. Đấy, cho nên là cũng không biết nói thế nào được. Thế được các anh ngân hàng giúp đỡ. Vâng. Giúp đỡ gia đình tôi là được vay vốn là thì là giảm lãi suất cho gia đình tôi. Là các anh các chị là trên ngân hàng về là thăm nom và thì động viên thì là giúp đỡ gia đình tôi là từ cái vay vốn cho đến cái quá hạn cũng được giảm, cho nên là lãi suất cũng không phải, gia đình tôi cũng không phải gánh nhiều. Thế bây giờ là đang ngân hàng là đang tạo điều kiện giúp đỡ gia đình tôi là vay lại vốn để còn củng cố lại nơi ăn chỗ ở và đồng thời khu chuồng trại để xây dựng lại, chăn nuôi lại, chứ còn chả còn cách nào khác đâu. Qua cái cơn bão số 3 vừa rồi, gia đình rất thiệt hại, là hiện tại gia đình nuôi là 120 lợn nái và 800 lợn thịt. Thì 800 lợn thịt coi như nước lên bùn bụt hôm 11-12, coi gia đình phải bán đổ bán tháo đi, gọi là bán sâu bán mớ cho người ta, đến là bình quân được có 2 triệu rưỡi một con. Đấy, còn đâu con lợn nái thì bán 8 triệu một con. Riêng về lợn nái thì gia đình thiệt hại gần 1 tỷ đồng. Tại vì con lợn nái bình quân của nó 14 đến 16 triệu một con, như đây bán được có 8 triệu một con. Còn cái lợn thịt thì 800 con, nếu thời điểm này mà bán ra thì được tầm 5 triệu một con. Kia bán được 2 triệu rưỡi thì gia đình cũng thiệt mất hơn 2 tỷ. Qua những cái cơn bão số 3 gặp lụt là gia đình thiệt hại quá lớn. Nên gia đình chúng tôi cũng muốn là đề xuất với ngân hàng là có cái chính sách ưu đãi hỗ trợ giảm cái lãi suất. Cái thứ hai là giả sử như cái nợ quá hạn thì ngân hàng xem xét và tính thời gian nuôi lại và không tính lãi. Và tiếp theo là ngân hàng tới này sẽ tạo điều kiện vốn cho gia đình để gia đình còn tái lại sản xuất chăn nuôi cho nó phát triển hơn. Cũng tại huyện Sóc Sơn, nhiều cơ sở sản xuất cũng bị thiệt hại nặng nề do cơn bão số 3. Do cơn bão số 3 vừa rồi là tôi có xưởng tôi có ngập lụt là lên tới mái, nhưng bên ngân hàng Agribank có hỗ trợ giảm lãi suất 5% và có hỗ trợ cho tôi vay lại vốn và nợ quá hạn không gánh lãi. Và tiếp tục đầu tư vốn cho chúng tôi để mở lại cơ sở khôi phục sản xuất. Và chúng tôi
cũng có nhờ ngân hàng cho chúng tôi vay lại vốn của bên ngân hàng để ngân hàng hỗ trợ chúng tôi làm lại, khôi phục lại xưởng để sản xuất như bình thường. Chúng tôi thực hiện cái miễn giảm lãi cho khách hàng bị ảnh hưởng. Trên cơ sở xác định cái khách hàng bị ảnh hưởng thì chúng tôi sẽ triển khai từ ngày 6 tháng 9 miễn giảm lãi suất cho khách hàng tối thiểu là 0,5% với cái dư nợ hiện hữu. Thì chúng tôi đã chỉ đạo là toàn bộ đến thời điểm hiện tại thì cập nhật khoảng 30.000 tỷ dư nợ bị ảnh hưởng, thì chúng tôi sẽ thực hiện cái điều chỉnh toàn bộ cái dư nợ bị ảnh hưởng trên hợp đồng mà khách hàng không phải làm đơn, không phải đến khách hàng đến ngân hàng để ký cái thỏa thuận, chúng tôi chỉ thông báo thôi. Còn lại với những khách hàng bị ảnh hưởng hơn thì chúng tôi giao thẩm quyền sẽ xác định là giảm hơn 0,5% đến 2%. Thì ngoài ra thì đối với những khách hàng mà bị ảnh hưởng mà tiếp tục nhận lại nợ hoặc là giải ngân mới thì chúng tôi cũng thực hiện cái chính sách là giảm cái lãi suất cho vay. Đặc biệt các ngân hàng đã giảm ngay lãi vay không chờ khách hàng đề nghị. Vietcombank đã triển khai giảm lãi suất cho vay lên tới 2% đối với cả khoản vay hiện hữu và khoản vay mới trên cơ sở mức độ thiệt hại. Tổng dư nợ được giảm lãi suất do ảnh hưởng của cơn bão số 3 tại Vietcombank dự kiến 160.000 tỷ đồng. Chương trình được triển khai đến hết năm 2024. BIDV cũng đã giảm lãi suất 2% đối với những khách hàng bị thiệt hại. Ngoài ra, BIDV còn triển khai thêm gói tín dụng mới quy mô 60.000 tỷ đồng với lãi suất ưu đãi dành cho những khách hàng bị ảnh hưởng bởi bão số 3 nhưng chưa có quan hệ tín dụng với BIDV. Lãnh đạo các ngân hàng thương mại cùng đề xuất chính phủ xem xét sửa đổi Nghị định 55 năm 2015, tạo cơ chế khoanh nợ cho khách hàng bị thiệt hại nặng và nhanh chóng ban hành chính sách mới về cơ cấu thời hạn trả nợ. Đợt bão số 3 vừa rồi là về rất là nhanh, gây ngập lụt toàn bộ các hàng hóa, máy móc hư hỏng nặng nề. Chúng tôi phải dừng sản xuất và hiện nay là đang thiệt hại rất là nặng nề. Đề nghị ngân hàng nhà nước, ngân hàng nông nghiệp xem xét các chính sách tốt nhất, tạo điều kiện giúp đỡ cho doanh nghiệp được vay vốn với lãi suất thấp hoặc là các cái món vay được giảm các cái chi phí để giúp đỡ cho doanh nghiệp để đỡ khó khăn và giải quyết công ăn việc làm cũng như là để phục hồi quay trở lại sản xuất. Hiện nay thì công nhân đang phải nghỉ việc và coi như thế là cũng chưa có công việc để làm, cho nên là đề nghị là nhà nước có những chính sách tốt để giúp đỡ cho doanh nghiệp. Tuy nhiên, bên cạnh các giải pháp hỗ trợ từ nguồn lực của các ngân hàng, cũng có ý kiến đề nghị các bộ ngành nghiên cứu hỗ trợ một số cơ chế chính sách, hỗ trợ ngân hàng củng cố nguồn lực tài chính để phục vụ doanh nghiệp và người dân sau bão lũ. Thứ nhất, nhanh chóng ban hành cơ chế cơ cấu nợ, thời hạn trả nợ giữ nguyên nhóm nợ đối với khách hàng bị thiệt hại do ảnh hưởng của bão lũ lụt trên cơ sở cân đối dòng tiền của khách hàng. Thời hạn cơ cấu lại dựa trên dòng tiền, nguồn thu của khách hàng, không giới hạn tối đa theo chu kỳ sản xuất kinh doanh, không giới hạn thời điểm giải ngân, được áp dụng đối với khoản nợ đến hạn trước ngày 30 tháng 6 năm 2025. Cùng đó, có cơ chế trích lập và phân bổ dự phòng rủi ro phù hợp cho các tổ chức tín dụng. Thứ hai, Ngân hàng Nhà nước có hướng dẫn thống nhất việc miễn giảm lãi vay đối với khách hàng bị ảnh hưởng do bão lũ lụt. Thứ ba, kiến nghị Chính phủ xem xét sửa đổi Nghị định 55/2015/NĐ-CP, tạo cơ chế hỗ trợ khách hàng vượt qua khó khăn, khôi phục hoạt động, có nguồn thu trả nợ ngân hàng. Các cái chính sách về khoanh xóa thì Ngân hàng Chính sách Xã hội cũng sẽ phối hợp với chính quyền địa phương, các tổ chức hội, các tổ tiết kiệm vay vốn rà soát phân tích cụ thể cái mức độ thiệt hại đến từng món vay để xử lý rủi ro theo quy định, tùy theo cái mức độ thiệt hại thì để khoanh nợ hoặc xóa nợ cho các khách hàng bị thiệt hại. Về cái thủ tục ấy thì với những cái khách hàng mà bị thiệt hại bởi cái cơn bão số 3 vừa qua thì Ngân hàng Chính sách Xã hội sẽ là đơn vị chủ động để phối hợp với chính quyền địa phương, rồi các tổ chức chính trị xã hội và các cái tổ tiết kiệm vay vốn cũng như các cái đơn vị chức năng có liên quan sẽ chủ động gọi là đến từng ngõ gõ từng nhà để gặp trực tiếp các cái đối tượng khách hàng để rà soát cũng như là phân tích cái mức độ thiệt hại. Trên cơ sở đó thì Ngân hàng Chính sách cũng sẽ chủ động để thiết lập các hồ sơ để mà xử lý nợ. Theo nghị quyết số 143 NQCP về các nhiệm vụ giải pháp trọng tâm để khẩn trương khắc phục hậu quả bão số 3, Thống đốc cho biết Ngân hàng Nhà nước được giao hai nhiệm vụ.
Một là căn cứ quy định tại khoản 4, điều 147 luật các tổ chức tín dụng năm 2024 để báo cáo Thủ tướng. Về việc phân loại tài sản có mức trích lập dự phòng rủi ro, phương pháp trích lập dự phòng rủi ro và việc sử dụng dự phòng rủi ro để xử lý rủi ro nhằm hỗ trợ khách hàng gặp khó khăn, thiệt hại do ảnh hưởng của cơn bão số 3. Hai là chỉ đạo các tổ chức tín dụng chủ động tính toán phương án hỗ trợ, thực hiện cơ cấu lại thời hạn, giữ nguyên nhóm nợ, xem xét miễn giảm lãi vay cho khách hàng bị thiệt hại, xây dựng các chương trình tín dụng mới với lãi suất phù hợp, tiếp tục cho vay mới đối với khách hàng để khôi phục sản xuất kinh doanh sau bão theo các quy định pháp luật hiện hành. Khó khăn nhiều thì hỗ trợ nhiều, khó khăn ít thì hỗ trợ ít. Sao doanh nghiệp, khách hàng và chia sẻ với khách hàng đúng như những cái quan điểm là để đồng hành với khách hàng. Khách hàng là thực tế để chúng ta hỗ trợ. Cái thứ ba nữa là đề nghị công chí phải chủ động xử lý, không nên để cái khách hàng cũng phải là đơn xin hay đến để mang tính chất bán phá trong chính sách, mặc dù chính sách của công chí không phải của nhà nước. Nhưng tôi rất kêu gọi, rất mong chúng ta chỉ đạo cái này, nhất là các ngân hàng chi nhánh, các ngân hàng dưới địa phương, chúng ta phải chủ động tìm đến khách hàng, chủ động liên hệ khách hàng, phải xử lý cho khách hàng, nhất là người dân, những người mà đã khó khăn trong cuộc sống hiện nay. Đây là vấn đề thứ ba, đề nghị công chí với tinh thần chủ động trách nhiệm. Cái thứ tư nữa là chúng ta đã nói là cam kết thực hiện công tác cùng của thủ tướng. Hôm nay công chí nói cái gói chính sách này là công chí phải triển khai. Cùng đó đã có 32 trên 40 ngân hàng đăng ký gói tín dụng mới cho người dân, doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi bão số 3 theo chỉ đạo của Thủ tướng với tổng quy mô 405.000 tỷ đồng, lãi suất thấp hơn từ 0,5 đến 2%. Đặc biệt hơn nữa là có một chính sách gói vay cố định với lãi suất là 4,5% một năm. Từ cái đó chúng tôi sẽ nỗ lực cố gắng phát huy để cố gắng thi công và các công trình và khắc phục lại nhà xưởng, nhà kho để tạo công ăn việc làm cho cán bộ công nhân viên. Chúng tôi có cái chương trình là giảm 50% cái lãi mà của khách hàng hiện hữu và bị thiệt hại từ ngày 1 tháng 9 đến 31 tháng 12 năm 2024 để cho những khách hàng mà bị thiệt hại đấy sẽ được không phải trả. Giảm hẳn 50% và có những trường hợp căn cứ vào cái mức độ thiệt hại của khách hàng để chúng tôi có thể giảm đến mức cả 100%, bởi vì có những trường hợp đấy là khách hàng họ đã bị thiệt hại toàn bộ, đặc biệt là những người nông dân, những người trong cái hộ kinh doanh. Bên cạnh cái chính sách giảm miễn và giảm lãi đấy thì chúng tôi cũng đã có cái gói sản phẩm cho vay mới đối với những khách hàng bị thiệt hại để phục hồi hoạt động sản xuất kinh doanh. Thì hiện nay đến thời điểm ngày 19 tháng 9 thì chúng tôi đã có cái gói là 2.000 tỷ đồng với cái mức lãi suất cho cả khoảng thời gian vay ngắn hạn là 4,5%. Và đồng thời bên cạnh đấy chúng tôi tiếp tục rà soát những khách hàng bị thiệt hại để đưa ra thêm những cái gói mà nó cụ thể hơn cho những cái ngành và lĩnh vực mà bị thiệt hại nặng nề và cần phải có thời gian hỗ trợ dài hơn để cho khách hàng phục hồi. Ngân hàng Nhà nước đã vào cuộc khẩn trương, quyết liệt ban hành văn bản yêu cầu các tổ chức tín dụng chủ động rà soát dư nợ ảnh hưởng bởi cơn bão số 3, chủ động thực hiện các giải pháp như miễn giảm lãi, giãn, hoãn nợ, phối hợp với các địa phương để hỗ trợ doanh nghiệp, người dân. Khó khăn vẫn còn nhiều, các tổ chức tín dụng luôn luôn đồng hành, thể hiện trách nhiệm với tinh thần lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ với khách hàng. Đây là đề nghị của Phó Thống đốc Đào Minh Tú. Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước cũng đánh giá cao sự vào cuộc quyết liệt tích cực của các tổ chức tín dụng nhằm giúp người dân và khách hàng bị ảnh hưởng bởi bão lũ bằng những chính sách giải pháp thiết thực và cụ thể. Để giúp người dân, doanh nghiệp sớm vượt qua khó khăn, cần có sự chung tay vào cuộc của các ngành, các địa phương, đồng thời cần khẩn trương hoàn thiện hành lang pháp lý để tạo thuận lợi cho các tổ chức tín dụng khi triển khai cho vay hỗ trợ khách hàng vượt qua khó khăn. Biểu dương nỗ lực của các tổ chức tín dụng đã triển khai quyết liệt các chỉ đạo của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước. Phó Thống đốc Đào Minh Tú nhấn mạnh, sự vào cuộc tích cực của các tổ chức tín dụng đã thể hiện rõ trách nhiệm của ngành ngân hàng đối với xã hội, cộng đồng.